Em được xin chào tất cả mọi người. Và em là Tuấn đến từ Auto Bình An có địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh chị và các bạn một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B đến từ Hàn Quốc. Đó chính là chiếc Hyundai Accent. Đây là một phiên bản đặc biệt. Chiếc xe thì sản xuất năm 2018, có tên tư nhân, mang biển số thành phố. Chiếc xe này thì cũng lăn bánh được có hơn 4 vạn km thôi. Hyundai Accent thì có những đối thủ cạnh tranh, đó là Toyota Vios, Honda Civic. Đó là Honda City. Một chiếc xe đến từ Hàn Quốc được trang bị rất nhiều những công nghệ, những trang bị hay. Trên Accent này thì có 3 phiên bản. Đó là một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản số sàn. Nhà em đang quay cho anh chị đây là một phiên bản đặc biệt, là phiên bản cao cấp nhất trong phân khúc Accent. Thì sau đây em cùng anh chị và các bạn tìm hiểu một chút về phần ngoại thất của xe. Về cụm đèn pha cốt của xe này thì được trang bị là cụm đèn bi, kết hợp cùng với đó là giải LED định vị ban ngày. Phía dưới đây thì là đèn gầm. Mặt ca lăng, phần đầu xe đây thì có biểu tượng Hyundai chính giữa, và nhìn cũng rất là đặc trưng của các dòng Hyundai. Về phần mâm lốp của xe thì được trang bị là bộ lốp lên đến 16 inch, cùng với đó là bộ vành đúc phay. Xe thì cũng được trang bị là phanh ABS chống bó cứng. Nhìn bộ mâm lốp này nhìn cũng rất là đẹp. Trên gương đây thì cũng được tích hợp là xi nhang. Cụm đèn hậu của xe đây rất là sáng bóng, chưa hề có dấu hiệu là bị ố vàng. Phía dưới đây là các cảm biến va chạm. Xe thì cũng được trang bị là camera lùi. Thì phần đuôi xe nhìn cũng rất đẹp luôn ạ. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B thôi, nhưng mà cũng được trang bị là chìa khóa thông minh Keyless Go quý anh chị và các bạn nhé. Đấy, vào đến phần khoang nội thất của xe. Xe thì được trang bị là ghế da hai màu, cũng được đục lỗ thông hơi. Hai màu đen và màu kem, rất là sang trọng. Phía chính giữa đây thì là màn hình giải trí, có camera lùi kết hợp Bluetooth, map và rất nhiều những tính năng khác của Accent. Điều hòa thì là điều hòa hai vùng độc, điều hòa tự động một vùng thôi ạ. Xe thì có đề nổ start stop thông minh, rất là nhiều những option. Một chiếc xe phân khúc hạng B thôi mà Hyundai cũng trang bị cho Accent rất là nhiều những option hay. Cửa sổ trời này. Đó. Phía đây là cũng được trang bị là chống trơn trượt. Vô lăng thì được bọc da cùng với các phím bấm Cruise Control, ga tự động ấy ạ. To nhỏ âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Rất là nhiều những công nghệ. Phía bên đây thì là gương gập, tất cả đều là chỉnh điện hết anh chị nhé. Một hàng ghế sau của một chiếc xe phân khúc hạng B thì cũng gọi là ngồi thoải mái thôi. Rộng rãi quá thì cũng không phải, mà gọi là đủ thoải mái cho những người từ 1m75. Còn một người treo cao trên 1m75 thì cũng hơi chật chội một chút đấy ạ. Dưới phần nắp capo này thì được trang bị là động cơ 1.4 lít cùng với đó là hộp số 6 cấp đến từ nhà Hyundai.
Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 495 triệu đồng. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng. Nếu mà anh chị nào mà quan tâm về xe thì có thể liên hệ trực tiếp trong qua cho em qua số điện thoại em để phía bên dưới màn hình. Hoặc có thể qua trực tiếp salon bên em theo địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Và em xin phép được dừng video lại đây. Và nếu anh chị nào mà thấy hay thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt subscribe để em có thêm những động lực chia sẻ những video hay cho đến quý anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn.